Chúng ta hãy cùng phân tích cái bài tập đầu tiên này, đó chính là tính doanh thu theo năm từ năm 2016 cho đến 2021. Hiện tại bây giờ là Giang bỏ chuột ra bên ngoài cái khu vực của pivot table. Nhưng mà khi Giang đưa chuột vào bất kỳ khu vực nào trong cái pivot table này thì cái bảng điều khiển nó sẽ hiện ra. Và lúc đầu bởi vì Giang đã chọn cái vùng chọn của mình đến tận dòng cuối cùng của trang tính là bên data kia. Và cái dòng cuối cùng nó là dòng thứ 1632, bao gồm cả những cái dòng trống. Đó là lý do vì sao mà trong cái bảng này các bạn nhìn thấy cái data từ A1 đến G1632. Vậy thì nhìn vào trong cái bảng kết quả mà chúng ta mong muốn ấy, cái cột là từ 2016 cho đến 2021 nó chính là các giá trị năm khác nhau của cái phần cột 5. Bạn nhìn nha. Cái phần cột 5 này nó có những cái giá trị khác nhau của phần cột 5. Và tiếp đến là cái phần dòng tổng doanh thu. Chỗ này các bạn rất hay nhầm lẫn. Khi mà thấy cái dòng tổng doanh thu này thì nghĩ rằng là mình sẽ add thêm cái dòng này chính là cái phần doanh thu. Nhưng giả sử như chúng ta làm như vậy đi thì chuyện gì xảy ra nha. Mình add cái column này vào trong. Mình chọn này. Cái column là cột. Mình chọn 5. Thì lập tức là mình có được 5 đúng không? Nhưng nếu như mình cho cái row này này, mình add cái phần doanh thu vào, thì liệu rằng là mình có tạo ra được cái doanh thu này không? À không phải như vậy các bạn ạ. Bởi vì như này thì nó sẽ là ghi nhận là những cái doanh thu của mình, các đơn hàng của mình rất là đa dạng. Và có những đơn hàng là doanh thu là 5.000 đồng, có những đơn hàng 6.000 đồng, có những đơn hàng là 15.000 đồng, vân vân, và có những đơn hàng là mấy chục triệu. Chính vì vậy trông tưởng là dòng là doanh thu, nhưng không phải. Mà bản chất ấy, cái dòng tổng doanh thu này được tạo ra bởi cái phần giá trị. Bây giờ mình sẽ mượn một cái bài tập bên cạnh để bạn có thể hình dung ra được là cái dòng và cái cột nó khác nhau như thế nào nha. Bạn có thể hình dung là cái bảng tổng hợp pivot table của bạn ấy, bạn nhìn nhé. Insert này, một cái pivot table, bạn có nhìn thấy là các hàng không? Đây là chỉ các hàng này, còn đây là chỉ các cột này. Và đây là cái phần mà chúng ta điền giá trị vào. Vậy thì đây là một cái bảng pivot table rất là kinh điển. Nó sẽ bao gồm các dòng, row, row là 5. Tức là các năm từ 2016 đến 2021 và các cột là các chi nhánh. Vậy thì cái phần điền vào cái phần giữa này này, các giá trị này thì điền cái gì? Đó chính là điền doanh thu. Và chúng ta quay trở lại cái bài tập đầu tiên. Thì bản chất ấy, cái dòng doanh thu này được tạo ra là bởi cái phần giá trị. Thế nên là sau khi chúng ta có được cái cột này rồi thì chúng ta sẽ add thêm value, đó chính là cái phần doanh thu. Phần doanh thu. Bạn thấy rằng là cái việc mà kéo thả báo cáo rất đơn giản đúng không? Ở đây có một số những cái chi tiết mà Giang cần phải lưu ý cho các bạn, đặc biệt là với những các bạn mà lần đầu tiên sử dụng cái pivot table. Đó là thứ nhất, bạn nhìn đây là tổng doanh thu và đây nó là sum up doanh thu. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể hồn nhiên sửa trực tiếp vào đây. Bạn kích đúp vào để bạn sửa cái sum này bằng thành tổng doanh thu, không ảnh hưởng gì, sửa trực tiếp tại đây. Cái thứ hai mà bạn phải nhìn thấy ấy, đó là mình không tính tổng của các năm, mình chỉ đến từ E cho đến G thôi. Nhưng mà cái dữ liệu của mình ở đây ấy, nó là có cái phần grand total. Phần grand total này ấy, được tạo ra bởi cái phần show total này. Bạn nhìn cái phần column nha, thì nó có một cái phần là automatic chọn là tick show total. Bạn chỉ cần bỏ chọn, lập tức là nó không còn cái phần show total nữa. Bỏ chọn rồi. Bạn muốn thêm tổng thì có tổng, mà bạn muốn bỏ tổng thì có tổng, thì không còn tổng nữa. Một đặc điểm nữa ở đây bạn có thể nhìn thấy ấy, đó là từ năm 2016 đến 2021, nhưng cái dữ liệu ở đây ấy, nó lại có một cái năm trống. Trong khi đó cái giá trị ở đây là zero. Sở dĩ điều này xảy ra bởi vì cái bảng tổng hợp này ấy, dữ liệu của nó là không có những cái dòng trống, nó đã lọc những cái dòng trống ra rồi. Nhưng mà cái bảng tổng hợp này của mình nó đã bao gồm cả những cái dòng trống. Bởi vì dữ liệu của mình nó chỉ đến G1501, bạn để kiểm tra nha. Mình control shift mũi tên xuống dưới này. Nó chỉ có đến 1501 thôi. Vậy thì có hơn 100 dòng là những dòng trống. Nên là cái năm của nó là có những cái năm là năm trống. Và năm trống thì tính doanh thu nó sẽ là zero. Đó lý do vì sao mà cái dữ liệu của mình ấy, nó lại có cái năm là trống và giá trị doanh thu là zero. Và để lọc được những cái năm trống này ra ấy, chúng ta phải thêm một cái việc nữa. Đó là gì? Chính là cái bộ lọc. Chúng ta khám phá thêm cái bộ lọc ở đây. Chúng ta filter bộ lọc, chúng ta add thêm vào chính là cái tiêu chí 5. Tại cái tiêu chí 5 này ấy, có rất nhiều cách để chúng ta lọc ra được những cái dòng trống. Nếu mà đơn giản nhất
thì ta chỉ cần kích vào cái phần tam giác này, bởi vì hiện tại bây giờ chúng ta chưa lọc gì, nó đang thể hiện tất cả những cái item, tất cả những cái dòng dữ liệu. Nhưng nếu mà chúng ta kích vào cái tam giác này này và chúng ta bỏ đi cái blank, chúng ta bỏ đi cái blank này thì lập tức là cái dữ liệu chúng ta được thu gọn lại. Tuy nhiên dữ liệu thu gọn này ấy, thì bạn thì nhìn thấy là cái năm 2016 này của mình ấy, nó có một cái dấu phẩy. Bản chất của cái việc này trong cái 2017 đến 2021 thì không gặp vấn đề gì. Lý do có cái dấu phẩy này ấy, là nó đang ngăn cách giữa đơn vị hàng nghìn và đơn vị hàng triệu. Có thể là do cái dữ liệu cũ của mình trên cái sheet này ấy, nó đang format là dạng số và có ngăn cách đơn vị hàng nghìn hàng triệu rồi. Thế nên chỉ đơn giản là mình có thể hoàn toàn là lấy cái dữ liệu ở đây, mình dùng cái chổi này, mình lăn sơn cùng format về đây, đúng không? Thì lập tức là nó đang từ cái định dạng mà không có cái dấu phẩy ngăn cách đơn vị hàng nghìn thì sẽ được áp dụng cho cái dữ liệu bên cạnh. Cách thứ hai bạn có thể làm đó là gì? Bạn vào cái 123 này, mình đang chọn cái 2016 nha. Mình vào 123 này và mình chuyển thành plain text, tức là văn bản bình thường thôi, chứ nó không phải là dạng số. Dạng số thì nó sẽ có format số. Và ở đây bạn thể nhìn thấy rằng là với cái dữ liệu này của mình ấy, nó đang là màu đen đúng không? Trên cái nền màu xanh. Và mình hoàn toàn có thể sửa lại cái phông ở đây thành cái phông màu trắng để cho nổi bật hơn. Tuy nhiên thì cái bảng này của mình ấy, nó chưa hoàn thiện đâu. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì là cái phần tổng này nó là 266 triệu, trong khi ở đây mới có 59 triệu 800. À, đó là một điều bí mật mà Giang muốn chia sẻ các bạn. Tại sao mà chúng ta có thể tạo ra được một cái pivot table mà báo cáo tự động? Bởi vì là với cái dữ liệu hiện tại bây giờ nó đã bao gồm đến tận dòng 1632. Vậy thì hãy tưởng tượng xem là bạn có nhân viên đang điền dữ liệu hàng ngày vào đây. Mỗi ngày thêm mới một chút dữ liệu, mỗi ngày thêm mới một chút dữ liệu, 10 đơn, 20 đơn, 100 đơn. Thì bạn có thể là làm sẵn dữ liệu cho bạn là hàng 10.000 dòng đi. Bạn tính dự trù là cái số lượng 10.000 dòng là số lượng 10.000 đơn này cho cả năm hay là có thể nhiều hơn một năm. Thì bạn có thể tạo sẵn những cái dữ liệu đấy. Và việc của nhân viên của bạn là chỉ cần copy paste hoặc là các bạn nhập dữ liệu trực tiếp những cái đơn hàng vào đây hoặc là xuất ra từ phần mềm và paste vào đây thôi. Thì lập tức là bạn đã có một cái báo cáo tự động. Mình có một cái dữ liệu bổ sung là một cái sheet wrap sau. Bây giờ mình kích nha. Cái sheet wrap này mình đang để ở khu vực này. Mình mở ra cho các bạn xem này, unhide. Và đây là toàn bộ dữ liệu mà các bạn có thể copy cái khu vực dữ liệu này bằng cách là mình bôi đen cái dòng đầu tiên này. Sau đó mình dùng Ctrl Shift mũi tên xuống dưới để mình chọn toàn bộ tất cả những cái vùng dữ liệu liền nhau này. Mình Ctrl C. Bạn hãy tưởng tượng là bạn đang có dữ liệu mới nhé. Bạn bổ sung thêm vào cái dòng cuối cùng này. Mình Ctrl V. Mình Ctrl V. Vậy thì có nghĩa rằng là bạn vừa nhìn thấy là cái dữ liệu cũ của mình là mới có 1501, nhưng cái dữ liệu mới của mình là từ 1502 cho đến cái dòng cuối cùng. À, mình cố tình không để những dòng cuối cùng, nó chỉ đến dòng 1531 thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra lại xem là cái dữ liệu chúng ta có được cập nhật không nhé. Bằng cách là nó đã tự động cập nhật rồi. Bạn có nhìn thấy không? Vừa rồi là bao nhiêu nhỉ? Vừa rồi là một con số nhỏ hơn con số 266 triệu của 2021 rất là nhiều. Mình cập nhật là tự động nó đã cập nhật thêm rồi. Mà chúng ta không cần phải thay đổi điều gì. Tuy nhiên có một điểm ở đây ấy, nó chưa được hợp lý lắm. Đó chính là cái phần showing six item này này đang là blank. Và đến cái năm 2021, bây giờ mình sẽ làm một phép thử nữa. Một phép thử nữa nha. Mình sửa lại cái năm này, nó không phải là 2021 mà mình sửa thành năm 20. Mình cho một cái doanh thu lớn đi. Là mấy cái năm này mình cho năm 2022. Mình sửa lại cái dữ liệu đây. Thì bạn sẽ biết được có điều gì xảy ra ha. Tất cả cái dữ liệu đây là 2022. Nó sẽ có một chuyện nó xảy ra. Và ở đây ấy là 2022. Tất cả những thông tin này 2022. Mình có thể hoàn toàn là mình sửa lại cái dữ liệu này là 2022. Nhưng mà từ 2022 ở đây ấy, cái năm ở đây là 1525 thì ở đây mình sẽ sửa tương ứng là 2022 từ cái cột mốc đơn hàng này đi ha. Đó. Có một vấn đề nó sẽ xảy ra là gì? Cái tháng của nó đây cũng là cái tháng là tháng 7. Mình chỉ test cái dữ liệu này thôi. Đó. Thì bạn sẽ nhìn thấy một cái điểm nó không được hợp lý ở đây. Đó là gì? Là nó không bổ sung thêm cái năm 2022. Và đó là một cái điều mà mình kỳ vọng là nó cần phải có cái năm 2022 ở đây. Thậm chí là cái bảng tính của mình mà tính cái phần kết quả doanh thu cho cả 10 năm chẳng hạn thì có thể đến tận 2032 nếu như dữ liệu các bạn có thể dùng được ở trên Google Sheet. Vậy thì ở đây nó có một cái điểm không được hợp lý khi mà chưa làm báo cáo tự động. Nguyên nhân các bạn có biết vì sao không?
chúng ta cùng tìm hiểu trong video tiếp theo nha. Suýt nữa thì mình quên mất, cũng trong cái bài tập này chúng ta chỉ cần điều chỉnh một chút thôi. Các bạn hãy thấy là hiện tại bây giờ mình đang để là cái phần 5 ở cột. Nhưng nếu mà bạn hover, tức là bạn đưa chuột vào cái chữ khu vực của cái phần cột này này, thì bạn sẽ thấy rằng là bạn có thể giữ chuột vào đây và di chuyển cái 5 này lên cái phần dòng. Lập tức là bạn đã có được cái doanh thu theo năm, vẫn là cái tổng doanh thu theo năm, và cái doanh thu của bạn là sẽ theo cái cột như thế này, và cái phần năm mới được chuyển thành dòng. Ở đây nó có giá trị đấy, nhưng mà có thể là do format lúc đầu của mình, cái ô này nó đang là cái nền màu trắng và chữ trắng, nên là bạn không nhìn thấy cái giá trị ở đây. Mình sẽ điều chỉnh lại một chút ở đây, chuyển thành chữ màu đen, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tổng doanh thu này. Bây giờ nếu mà các bạn muốn cái phần doanh thu này ấy, được format gọn gàng hơn, hiện tại bây giờ là cái đơn vị tỷ hay đơn vị triệu đồng nó chưa được gọn gàng lắm, nhưng nếu mà bạn muốn gọn gàng hơn thì chúng ta có thể là vào cái 123 này, rồi chúng ta format cho cái phần số là phần cuối cùng. Ở đây mình đã có cái mẫu format sẵn rồi, nhưng mà đây thì mình sẽ làm lại cho các bạn từ đầu ha. Custom number format, trong một cái video khác thì mình cũng sẽ nói rõ hơn về cái cách thức, ý nghĩa của cái custom number format này, tức là định dạng số tùy chỉnh. Và với cái số hiện tại của mình nó đang là thăng thăng zero. Ngoài cái thăng phẩy thăng thăng zero thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một số sau thập phân, và chúng ta làm tròn đơn vị hàng triệu thì bằng cách chúng ta có hai cái dấu phẩy cuối cùng, mỗi một dấu phẩy là đại diện cho làm tròn đơn vị hàng nghìn, thì hai dấu phẩy sẽ làm tròn đơn vị hàng triệu. Và bù lại thì mình sẽ có mở ngoặc kép đơn vị triệu là m, đóng ngoặc kép. Lập tức là cái toàn bộ những cái giá trị số của mình đã được format có cái đơn vị là số thập phân và có một số là sau số thập phân, đúng không? Nếu bạn thấy cái chữ tổng doanh thu này ấy, nó đang màu đen, nó chưa được nổi bật lắm, thì chúng ta có thể hoàn toàn đổi sang cái màu trắng để cho nó nổi bật hơn. Vậy thì chúng ta đã cùng nhau làm cái bài tập đầu tiên đối với cái pivot table rồi. Hẹn các bạn clip tiếp theo. Cảm ơn nhà tài trợ Yến Xào Hỏ Thư, đó là cái cửa hàng Yến Xào Hỏ Thư của bố mẹ mình. Và đó cũng chính là cái nơi mà mình khơi nguồn cảm hứng với những cái mẫu dữ liệu để mình có thể làm những cái trang tính cũng như là làm những cái mẫu báo cáo cho các bạn. Cửa hàng của ba mẹ mình ở 38 A Quang Trung, thành phố Hải Dương. Hãy liên hệ hotline 0975117643, đảm bảo là bạn sẽ được tư vấn tận tình và chu đáo với giá cả rất là hợp lý.